giờ sóng êm biển lặng chưa? Đây tôi giới thiệu khách mời đặc biệt hôm nay, một ca sĩ đẹp trai lộng lẫy, Isaac. Đợi thoải mái. Dọn giùm anh mâm cơm. Mình dư sống mà mình lo gì. Chăm giùm anh bình trà. Ăn cơm xong uống trà rồi sẵn tiện trải cái chiếu đây ngủ luôn. Vậy vẫn còn nghe Isaac. Isaac thân mến, em là người mới đến với phiên bản lần đầu tiên. Dạ vâng. Phiên bản hoàn hảo lần đầu tiên nha. Cho nên là chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ. Mà hình như em đã từng xem qua một vài tập trước đó rồi đúng không? Em cảm nhận thế nào về chương trình? Em thấy chương trình khá là thú vị. Bởi vì em nghĩ là mỗi chương trình nó nên có một cái sức hút riêng. Và rõ ràng là phiên bản hoàn hảo có một sức hút rất là tuyệt vời. Và em nghĩ là đó là một trong những lý do mà em khi mà nhận lời tham gia chương trình đó là em quyết định nhận lời ngay lập tức. Nhưng mà một lý do chính nữa đó chính là tại vì chị Mỹ Tâm. Đấy, nhưng mà nghe chị Mỹ Tâm là nhận lời liền. Đấy. Nhưng mà kỳ quá, sao cái ghế xa quá vậy? Có cách nào tôi ngồi gần nhau không? Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng đau là cớ sao ta vội muốn cách xa. Hôm mấy nay nghe nè. Hôm mấy hai chị em ngồi chung một ghế đi được không? Cái đó anh hơi lố hả? Chứ nãy giờ bộ tưởng không lố hả? Lâu mà. Thôi được rồi, mà. Còn tôi nhận lời tôi tham gia cái game show này vì Quang Dũng được chưa? Hay. Cái này có vẻ hấp dẫn nè. Rất là nhiều chi tiết để mình có thể đoán ra được. Và mình biết chắc chắn thế nào mình cũng sai. Bạn này là rất cá tính đúng không? Gì đâu mà sầu sỏ khoen môi à. Nên là phải rất là cá tính. Cá tính, phải rất là cá tính. Đại diện còn chơi nhạc nền Amy Winehouse. Nhạc Winehouse luôn. Cho nên là có thể hát Bonero á. Bonero hả? Gì chất quá vậy anh. Rồi thế bây giờ anh sâu cái môi anh sâu anh làm được không? Không có làm cái gì. Cái đó quăng gắn vô đường nè. Nhiều khi mới phải rất cá tính. Nhiều khi mới đi câu cá vậy. Trời ơi, đi câu cá là câu con cá nó rách cái môi. Chứ phải tự câu vô cái mỏ mình đâu Dũng. Tự câu cá. Tự câu mình. Em thì em nghĩ nhiều khi là ở trên đó là ban tổ chức quá xuất sắc trong cái chuyện biến đổi người này. Nhiều khi nhìn nó mang như vậy nhưng hồi ra bánh bèo như Mỹ Tâm không chừng. Đó. Cho nên là cũng không đoán trước được. Anh Dũng ở trong nói em là hên xui lắm. Nhưng mà xui nhiều hơn không anh? Không đâu em ơi. Cái này phải là cá tính mạnh mẽ. Không đoán nhạc rock đâu. Bạn này sẽ hát jazz. Khó vậy ta. Blue jazz, kiểu vậy đó. Jazz, blue jazz. Là ngoài lời chị Tâm đoán thì hình như cái nhạc nền luôn đúng không? Là giống kiểu như là cái kiểu đó luôn đúng không? Soul này nọ đó. Thì chắc là bạn này chắc phải hát kiểu đó. Dễ tin người sợ luôn vậy. Thì chị mà, chị phải dễ tin chứ. Anh Dũng đoán gì anh Dũng? Khó lắm. Giờ anh thì hồ bình thường lắm. Kệ anh. Nó đại hát chèo chậu văn gì đó. Thôi khó lắm. Nó khác một chút. Trời ơi, có ai chậu văn mà xỏ cái môi vậy đâu ai sát. Ủa, nó hóa trang rồi mà. Thôi, mình kiếm cái gì dễ dễ. Dễ đi. Hip hop rap đúng không? Hip hop rap. Đó là ý kiến của Dũng. Còn Isaac, bây giờ em quyết định sao nè? Em nghĩ là pop. Pop. Cũng có rất là nhiều ca sĩ hát nhạc pop nhưng mà họ cũng có xu hướng hơi emo một chút, là họ cũng móc này móc nọ cái miệng đúng mình. Rồi. Tâm có móc có chỗ nào không em? Em có móc hai cái lỗ tai mà anh. Cuối cùng là Isaac lựa chọn là pop, còn Mỹ Tâm đó là trà. Em mấy tuổi rồi bé? Dạ em cũng khá lớn rồi ạ. Em sinh năm 93 ạ. Vâng ạ. Dạ khá lớn luôn á. Em nhỏ hơn chị có 2 tuổi cho mấy. Bắn thẳng vào tim chị Tâm luôn. Em 93 này em khá lớn. Vậy là em cũng thua chị 2 tuổi rồi đó. Nhưng mà cũng được. Thì ra chị Tâm sinh năm 91 á hả? Dạ đúng rồi. Em sâu cái này nó có đau không? Có, nó hơi thốn thốn tí chị ạ.
Đây là trang phục bình thường em đi diễn, em đi hát là hay là em vào chương trình rồi có stylist làm cho em? Bạn này là lấy bạn lấy cảm hứng từ Harley Quinn đúng không? Dạ đúng rồi. Chính xác. Tại vì em thấy cái bài này nó hợp với cái đúng. Star bằng này hơi emo một tí. Lạ. Rất là cá tính. Nhiều màu đẹp đó em. Cái gì có màu là thích. Có màu là một nhóm nhạc nam 4 thành viên. Nhìn thôi, không cần nghe, không cần nghe cũng đoán là có thể là hay nhập pop rồi đó. Nhưng mà ai mà làm vậy? Ai mà cho mình ăn một cách dễ dàng như vậy, đúng không? Isaac, anh đoán đi Isaac. Thì rõ ràng là trên hình là một cái nhóm nhạc rất là pop. Mình nhìn đây một tưởng, mình sẽ tưởng tượng đây là một cái hình ảnh khá giống với nhóm nhạc MTV. Mấy anh MTV á. Hoặc là acapella. Đúng rồi, acapella đó là một trong những cái điều mà anh nghĩ tới. Thì em nghĩ ngay trong đầu là nhìn á thì mình thấy là giống một nhóm nhạc pop như các anh MTV. Nhưng mà em đoán là không có dễ ăn của ban tổ chức vậy đâu. Ghê ta, kinh nghiệm ghê ta. Thì em nghĩ là có khả năng là sẽ là một nhóm hát acapella. Chắc chắn là sẽ có nhạc Isaac, nhưng mà ý là vẫn là hát kiểu acapella giống. Chứ không có khó mà không có nhạc lắm. Vậy thì chị sẽ đoán gì ta? Sẽ đoán acoustic chăng? Acoustic. Chứ không lẽ mình nói nhạc pop thì nó kỳ quá đúng không? Đúng không Isaac? Dạ. Chị đẹp chị có quyền. Nói gì cũng được. Nếu mà mình đẹp mình có quyền thì mình chọn, nhưng mà nó sai nhưng mà mình vẫn được điểm thì mình ok. Còn nếu mà nó sai mình không được điểm thì mình không đẹp mấy. Thôi thì em chọn acoustic vậy. Để bây giờ em nghĩ là khá giỏi. Tại vì các bạn có thể hát được khá là nhiều dòng nhạc. Tại vì hồi xưa em cũng vậy mà, là em cũng hay tự mày mò trên mạng, em tự thu. Bây giờ em giỏi không? Không, 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 giỏi. Không phải, không phải mình em hiểu. Giỏi thiệt. Thôi em Dũng, anh đừng có khắc khe quá như vậy, anh làm vậy là không có được. Bạn ấy nói vậy mình tự hiểu là bạn ấy giỏi đi, chuyện sao anh nói nên làm gì? Ý em là các bạn giống em được cái là mình siêng. Là giỏi. Mình siêng, không giỏi. Mình siêng. Giống, có nghĩa anh quay qua bên kia đi, anh đừng có để chị nha, chị hiểu. Kỳ quá à, thấy chưa? Vừa đẹp mà vừa dễ thương nữa nè. Trời ơi, có một cái màn thả thính nhẹ nhẹ ở đây nữa. Rất giỏi. Chị với chị đó, ý em nói là em siêng, chị hiểu không? Em siêng. Không phải siêng, em còn giỏi nữa sắp. Thôi sao cũng được, nói chung là em siêng. Cho nên là em này thích đó, đi quán nào? Là em đao nhạc về em tự thu mà. Đúng, là hát rất là nhiều. Dòng nhạc nào cũng thích hát cho nó. Vừa giỏi vừa dễ thương, vừa giỏi vừa dễ thương mà vừa biết nhậu nữa đúng không? Công nhận không? Đó, tối nay thì mình cứ ra ngoài quán quen thuộc của mình đi. Bùi diện này kia, đó bùi diện này nọ, trời ngồi thâu đêm được ha. Ủa bển bển xong chưa? Xong rồi, lên đi, để em nói, để bển em nói. Bển nói chuyện gì vậy? Bển bển nói chuyện nghệ thuật hả? Bên đây tụi tôi nói chuyện ăn chơi. Thôi. Trời đất ơi, không, ý em thế này. Không người vậy. Ý em thế này là mấy bạn trẻ bây giờ là họ tiếp thu khá là nhanh. Thì hồi xưa em cũng giống mấy bạn là em thích cái gì á là em hay đao nhạc về em tự thu. Thì khá là nhiều dòng nhạc. Thì em nghĩ là các bạn này á nhìn cũng giống như chị Tâm nói, là những cái bạn underground thích tự thu âm những ca khúc của mình á thì có thể hát khá là nhiều dòng nhạc. Cho nên bây giờ hiện giờ mà đoán bạn này hát dòng nào á khá là khó. Cho nên em thấy á là Đón Đại. Đúng không? Đón Đại thôi. Sau khi mình phân tích nửa tiếng đồng hồ xong rồi mình Đón Đại. Em nói chi mà hùng hồn vậy Isaac? Chứ mấy bạn trẻ bây giờ giống em hồi xưa, em lên mạng em đau nhạc rồi em này kia, cuối cùng em Đón Đại. Ôi soái ca có biết bao nhiêu con người đó. Rồi bây giờ em đoán mà này sẽ là bạn hát ballad, là nhạc pop đó. Pop. Rồi thế bây giờ chị đoán gì rắc hả? Không ấy, chị đoán theo rắc đi. Trời ơi, tự nhiên óc ác nó nổi cục quá trời. Em bị liệu Hiền Thục tập trước. Hiền Thục ơi, em ở đâu? Em rước Mỹ Tâm về giùm anh Hiền Thục ơi. Lâu lâu anh cho em lầy xíu. Em cũng đón nhập pop đó. Pop luôn đúng không? Dạ. Yeah. Là Phan Duy đó, đúng không? Duy đúng không? Dạ vâng. Nó khó. Nhưng mà danh của mình là Duy Phan. Là Duy Phan à? Duy Phan. Lúc mà bạn vừa có tiếng hát lên là Isaac nhìn chị Tâm, nhìn Văn Dũng, ba người nhìn nhau là nói là sao giống quá vậy? Giống quá. Bạn kia chưa hát là đã thấy giống rồi. Cái cách đứng bước đi rồi này nọ là đã thấy giống rồi. Em thần tượng anh Hưng dữ lắm hả? Dạ vâng ạ. Đối với dạ em vâng. Đối với em thì ca sĩ Tuấn Hưng đó là một ca sĩ em khá là thần tượng khá. Bởi vì là anh đã, bởi vì anh có một cái chất hát rất là đặc biệt, đàn ông nói cũng giống à. Ừ, giống. Nói thì giống là anh ấy có những ca khúc rất là pop rock.
Dạ vâng, em hay. Em rất thích. Dạ vâng, cái dòng hát đó là rất đó. Em rất thích ạ. Cái style nó giống mà cái tay cũng giống nữa, em nói chuyện cũng giống nữa. Sao em ăn ngủ là em đều là anh Hưng hết hả? Hay sao mà anh sống trong máu giống quá vậy? Thật ra thì nói chung là chị đoán sai rồi. Chị nói là chị biết rồi. Đang làm acoustic đúng không? Thì cái này là như là pop thôi. Vậy muốn nói về cái phần trình diễn của Phan, Duy Phan á, là chị nghĩ là mình nên có một cái cách riêng của mình, thay vì mình hát giống một cái nghệ sĩ nào đó. Ví dụ như mình có thể thần tượng họ, nhưng mà mình phải có cái nét riêng của mình thì người ta mới nhớ đến mình. Chứ nếu không thì từ đầu đến cuối là em diễn là chị chỉ toàn nhớ tới anh Hưng thôi. Có nghĩa là chị lại không nhớ em. Đó là cái điều mà mình không nên. Còn những cái bài hát này thật ra là anh Hưng anh cũng có làm những cái kiểu này rồi. Thật ra cũng giống chị Tâm đó. Có nghĩa là mọi người đều thấy quá rõ ràng là cái giọng hát của bạn rất là giống anh Tuấn Hưng. Thì như chị Tâm nói cũng là một lời khuyên rất là tốt. Có nghĩa là nếu thật sự bạn muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp này á, thì Isaac nghĩ là bạn cần phải tìm ra cái riêng của mình. Bởi vì cái đó mới là cái mà để khán giả nhớ đến bạn nhiều hơn. Nhưng mà Isaac cảm thấy cũng có một cái thú vị, đó chính là nếu như Isaac được lựa chọn, Isaac muốn lựa chọn vào vòng 2. Bởi vì Isaac rất muốn nghe anh Tuấn Hưng hát Duyên Phận. Trời ơi. Đó, kiểu vậy đúng không? Ủa, vòng 2 vòng hai em hát Duyên Phận à? Ủa tí em. Ủa em hát hả? Em hát bài của em á. Chút thôi coi như là em chưa nói gì hết. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn Duy Phan nha. Xin cảm ơn ạ. Bạn đó vừa rồi là hát với cái kiểu là acoustic, nhưng mà thật ra là cũng có pop trong đó. Cho nên nếu như ba giám khảo mình có ai lựa chọn pop thì xem như cũng ghi được điểm. Nãy có ai chọn không? Hai giám khảo của chúng ta Mỹ Tâm và Isaac một điểm. Hầu như là vậy. Mọi người vỗ tay với Isaac nhé. Thank you. Niềm quá khiến tim nhạt nhòa. Một người đau, một người bỏ lại phía sau. Một tình yêu giống như là mơ. Mà vì sao chỉ còn mình tôi mãi. Lỡ lên áo. Có những lúc thở dài. Rất xa nhau vì anh biết nước mắt đã hết khi người mỉm cười vào tình yêu anh đang cố gắng khắc thứ hơi em mà baby go ho ho mình hãy cứ sống thế đi em cứ mãi ước mơ em cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em và anh sẽ mãi bước đi sẽ cố gắng mỉm cười cố gắng quên đi khi bao nhiêu tình yêu tan vỡ xét của ban giám khảo nè. Hai, Isaac hình như là vẫn còn hot. Quá hot. Mấy bạn hát cảm xúc đúng không? Vã mồ hôi rồi. Vã mồ hôi. Trời ơi.